mong nay trên nhiều việc ni bị bang như vốn sang hàng lại khắp những mềm đã rồi vì cứ lại tiếp bình phùng rồi doan hàng lại nóc na mà cho khách doan anh đã này hiện bạn đã buộc lại này cứ lại tranh chấp cứ lại soạt lại quậy ya hàng lại rồi mặn anh thấy nhiều rung của mặn mà mong tổng thống chưa vì lần trun bởi ni lần chấp Việt Nam ra này hiện bạn Trung Quốc ao ạt ngã thế ạ lần năm này cứ lại thấy nhiều giờ lại có những chi này là ebo lại coi nhận mày bread ebo lăng lại video nhưng mà tua nít lại cái loại gì cứ từ lại Trung Quốc nhưng mà đặt anh ấy lại buộc phòng tu kèm anh ấy làm chặt cái chụp giờ nên lại này hiếm bạn đã buộc mệt bá có những chi này là mong lâu đi mà nhiều bận rừng cứ từ lại quay á lên tầng hàng Trung Quốc lên tầng nhưng mà ký kết lên hàng của buồn cung đi bằng xong tới lại nhiều ký kết thằng buồn cúm vật của Trung Quốc khiến bạn đã bùa ra này nên mấy càng rắc lệ có vẻ chân hàng nợ buồn sang thâu nên như lại sau khi công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 quy định về vùng đặc quyền kinh tế thì tầm quan trọng qua việc khai thác nhiều tài khoản tài nguyên đặc biệt là đánh giá các khu vực khu đánh cá nguyên nhân cho những địa điểm trong vùng dưới đất này đã bổ hiếm bạn pi bằng rõ rằng một tùm lê tướng hàng lấy mạ càn quay ạ ít bố ít mạ ít bố tùy mạ kèo cơ lời quay ạ ô nó như lại đây theo bộ tài nguyên địa chất Trung Quốc nhiều ước tính trữ lượng dầu mỏ ở Biển Đông khoảng 17.000 tỷ so với trữ dư lượng 13 tỷ tấn ta là nhiều mặn ta là ép tuy rồi cho nên là ép tuy rồi như là dầu gì dầu thô nè lắm ngày 11 tháng 3 năm 1976 lần đầu tiên công ty dầu Philippines phát hiện một mỏ dầu ngoài khơi đỏ đảo Bayven. Mỏ dầu này đã từng cung cấp 15% lượng dầu mỏ thu được từ biển. Ê bởi ạ. Dù mạ mong lấy dầu này nhá, có bởi ấn đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam hay này lại nhiều màu như lùm nách cờ trở lại Trung Quốc như chiếm bị bằng thì nhiều càng mặt đào xe lịch xăm đào nên lại ta cả một hậu ui nhưng bắt đào nên tôi đã bước ta lăng là lịch sử cơ ta là đào Biển Đông này lại Hoàng Sa Trường Sa với Việt Nam dừa cỡ phẩm mới động như một sĩ này nó như này này tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông bao gồm các tranh chấp về đảo và vùng biển trên đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là hai quần đảo trên các dân sinh hồ ở Biển Đông. Trong đó quần đảo Hoàng Sa đang là nơi tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc là Đài Loan. Quần đảo Trường Sa là nơi tranh chấp chủ quyền của 6 quốc gia và lãnh thổ. Cho nên tôi lại tạo bút cơ tôi lại này hạt thế, cơ tôi lại xoa, cơ tôi lại đảo này hàng Trung Quốc lễ đảo nhu. Việt Nam để đào nhổ, xăm bay đã buộc, xăm kẹo đã lấy cả viên biến dòng lịch sử chính đảo là đảo Việt Nam, xăm ở đảo Việt Nam nhưng mà do cất Trung Quốc như tùy lệ đảo của Nhật Bản, nhiều năm ở Trung Quốc chỉ mò tham à, lúc lâu ấy dạy một sĩ này như đảo, sau đấy phòng vận động như một sĩ của Trung Quốc này, cơ ta lấy trong Pháp trong Mỹ thời xưa, nên tạo bộ hồi đây mềm cả cái lệ cơ ta lấy hôm nay lại Trung Quốc hôm nay như áp đặt cơ ta lấy ăn đi bộ phào prong màu đuối đi lão đi lệ từng từ đã tàu khô bộ phào lần hiếm bạn lần chặn Việt Nam nên mời bên ấy mượn lăng rút lấy video bởi lần này bố lên màn hình prong này
Một thông tin đang được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày vừa qua, đó là việc Trung Quốc đưa vào vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân nằm ở phía Nam, ngay sát biên giới của nước ta. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng trong tình huống xấu khi mà 3 nhà máy này gặp sự cố, thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng phóng xạ, gây nên những hậu quả không thể lường trước được về môi trường, sức khỏe cho người dân. Trao đổi với phóng viên của VTC14, các chuyên gia đầu ngành về năng lượng nguyên tử cũng khẳng định lo ngại này là cơ sở và Việt Nam thì cần phải có những biện pháp khẩn cấp để sẵn sàng ứng phó. Giờ đó này bố lên Việt Nam họ nên tầm lấy nhiều cung cấp hội với mạng tầm lấy rung của Trung Quốc. Ta lại đi phục hào có đồng hạt nhân này lại cất lên và bữa đưa đá như lệ. Anh đi hạt nhân một tù bằng hiện bạn mong nên lại Việt Nam phải chịu hơi quả. Giờ như khất lệ Trung Quốc nhưng mà áp đặt ưu bởi anh đi khu vực nhiều dùa nhiều kèm bia bởi anh đi kèm lần trả Việt Nam. Giờ nó mong ta lại cất lấy lần trả Việt Nam mỗi nhiều mẫu thảo luận chẳng nhiều dùa chấm bạn thế ạ. Thế ra Trung Quốc nhờ dùa thắng tay cơ trở lại như là nhiều vi phạm bộ luật quốc tế. Lê thân như lễ chấm bạn đừng tròn là mình trả riêng. Này nhờ nhẹo mưu kệ đó lễ chấm bạn nhờ nhẹo mưu kệ đấy cái bằng phó hàng làm tu. Anh đi khổ phụ pháo lên hạt nhân này lại trình Việt Nam chỉ bằng một bằng chứng ô nhớ yếu sự khổ như lễ. Nên Việt Nam được ra những mồi giải thoát bỏ mà năm chắc ở cơ hội này lại nhu chính lần trả lời lúc lên là buồn sang như rầy rồi mà nên hôm nay lại bỏ mồi lần thông tin bỏ mồi phía nhiên cơ lần trả nhưng phải chứ trụ nhưng trụ bố nên thậm chí này truyền thông Việt Nam nhưng mồm đã loại vì cái này này để bố phân em các bạn đi vàng được rồi này bây giờ mình mạng truyền thông quốc tế bởi đã này thì mình mạng truyền thông Việt Nam bố ý cơ trở lại rung răng này là hữu dứt cơ trở lại anh đi nhú Trung Quốc bia nó anh đi cơ trở lại phục hào green à cả hạt nhân anh đi hạt nhân này rồi nó mới bred ấy mượn đứng nhìn cái lại phục hào cơ trở lại phía bằng này nhà máy điện hạt nhân ở phía Nam Trung Quốc vừa đi vào vận hành thương mại. Trong đó, nhà máy Phong Trần cách Quảng Ninh 50 km, nhà máy Trang Trang cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100 km và nhà máy Trang Trang cách biên giới Việt Nam hơn 200 km. Lo ngại có cơ sở là vì khi nổ ra 500 km lệ tương 200 km đất là phục vụ ở đại hình bước đất đạp tốt nhưng bạn đọc mình lần trả Việt Nam nhưng màu cất lấy tiếp vào bước đại hình bầy giờ nó mang nạ buồn sang nhiều hàng này vừa thảo luận cất lấy họa về này kèng Việt Nam lên án chính phủ lệ tương hàng lấy nạ buồn sang như lệ tùy vực tưng năm pre lần trả một con lệ cả phục học đoan lệ chế kèm tốt cho lần trả các cái đồng nghi phóng xạ tạo ra ở trong lò phản ứng sẽ phát ra và bay ra ngoài và vì quá gần và mình có cái nguồn giống mùa đấm mắt và cho nên cái việc mà theo cái gió đó mà đẩy cái bụi phóng xạ qua về phía Việt Nam là khả năng rất lớn nhất là đúng về cái mùa giống mùa đấm mắt. Okay. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thanh Minh cho rằng Việt Nam cần phải thiết lập cơ chế thường xuyên trao đổi với các nước láng giềng về an toàn hạt nhân. Bây giờ, nói như lẽ Việt Nam cần thành lập mau cần lấy càng lấy loại về làm trả Việt Nam càng hiếm bạn càng phải an toàn biện cần lấy làm trả Việt Nam. Dù đã làm trả Việt Nam lại mau biện cần lấy lưu lại cần lấy nick làm trả Trung Quốc cứ ngạn làm trả cái nhập phố. Lê tầng xoa quay e lê tầng vắt núi cơ tầng lê Trung Quốc mút tầm mà lần chẳng Việt Nam lù lại do nó lại đã bù ra đây hiện tại mày đặc biệt cơ chẳng lên này cơ tầng Trung Quốc tranh chấp Việt Nam do nó như lại đã có rất nhiều tranh cãi về lãnh hải của Việt Nam với Trung Quốc Biển Đông, các nguồn tài nguyên của nó bởi luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc cho phép các nước có vùng đặc quyền kinh tế mở rộng. Sau khi năm 1975 đến bây giờ, Trung Quốc coi Việt Nam vẫn là đất nước của Trung Quốc. Gần lại đã tạo một hộp nhiên làm cả ở đã bốn lùm tài hiệu khất lần chặt Trung Quốc
nhu lệ Việt Nam chỉ nhu lệ lần trả cái nhu bộ dọa đá Việt Nam màu hăng là buồn sáng cái nhu bộ này lệ tương mút tâm á lật là có thể lấy chiếm có thể lấy khóe ea lệ tàu vất nửm nằm hà này này lệ nhu mạ cái này ngàn phít nhu lệ Việt Nam trình nhu yếu Bắc Kinh thứ hai đất nước Việt Nam đã này như rung ai nạ buồn sáng lệp lại nhu bộ bình nước khoa học nghiên cứu mang lấy lật là lệ tàu mang lấy ngoại giao lệ tàu mang lấy kinh tế lúc ta lấy rung lại Việt Nam như hút lúc mạng có lần chặt Trung Quốc tí bằng phát lấy mang biên đóng bà đà hoàng sao rừng xa như hút ô như tuy bực tưng hăng lấy nào hăng lấy luật quốc tế xem ra này bà Trung Quốc nhiều mưu mô kra rẻ ẩm nách như tùm ảnh ní kra phục học tốt hạt nhân có thể lấy một tua một lỗ ní mang nôn liên quan cái nhầm ảnh ní lần chặt Việt Nam nó xem lăng ta lấy luật sư tiến sĩ là gật lại đoạn về gật lại chôn gật lại phèn này không riêng Trung Quốc mà với các nước Lào, Campuchia và nhà máy Trường Giang có hiệp định ký giữa các nước rồi là khi sự cố xảy ra là nước đó có trách nhiệm báo cho nước láng giềng để cho mình có kịp để mà chuẩn bị đề phòng nếu mà hướng nào hoặc là nơi nào có nhiều mình có thể có sự thật có tạm di tản dân đi xa những vùng như vậy chẳng hạn. Quan trọng hơn, các chuyên gia cũng khẳng định Việt Nam cần sớm triển khai mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường. Mạng lưới sẽ giúp phát hiện sớm sự cố và kịp thời có phương án ứng phó, bởi phóng xạ di chuyển không biên giới và không thể nhận biết bằng mắt thường. Ok, giờ nó mới bỏ lại cắt lại mấy đoạn về trên New Frame, thường các bộn sang đặc bình dọn như rung mai rồi đấy, mệt vả. Mông này, mông nít mông, mềm tung đăng hàng lời đoạn về đặc đá, lưu lâu tân, tùy toát, tùy xem, đẹp đoạn này, vô nhịp đi bảo.